Xin lời chào đến toàn thể quý anh chị khách hàng cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Thế Chất với hotline tư vấn là 0947 598 859. Với những quý anh chị chúng ta đang muốn tìm mua một dòng xe gầm cao 7 chỗ máy dầu bền bỉ lành tính thì có thể nói dòng Fortuner của thương hiệu Toyota vẫn luôn là một cái lựa chọn rất đáng để quý anh chị chúng ta tham khảo. Và ngày hôm nay thì em Việt mới cập bến cho các bác chúng ta với một mẫu xe đúng chất hàng tuyển, một chiếc Fortuner phiên bản G số sàn máy dầu động cơ 2.5 được sản xuất là năm 2014, form mới. Chiếc xe này của em thì nó mới lăn bánh được có 12 vạn thôi, xe một chủ từ đầu. Và tất cả tình trạng xe là em Việt bao zin cho các bác, tất cả không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích. Các anh chị ta hoàn toàn có thể là đem đi check test kể cả chính hãng hoặc là nhờ thợ đến kiểm tra chiếc xe này trước khi mà chúng ta giao dịch. Vậy thì với một chiếc xe 7 chỗ mà lại còn được trang bị động cơ máy dầu, đi rất bền lành và tiết kiệm nhiên liệu, con số ngày hôm nay để quý anh chị ta có thể sở hữu cho em chiếc Fortuner này, nó chỉ hơn một chiếc i10 có tí tiền thôi, chưa bằng một chiếc Vios G mới đâu. Vậy thì chất lượng chi tiết của chiếc xe Fortuner này ra sao sau quãng thời gian sử dụng thì em mời các anh chị chúng ta cùng dành một chút thời gian để theo dõi và đánh giá tổng thể chất lượng chiếc xe này và xem liệu nó xứng đáng để các bác bỏ tiền ra sở hữu cho mình chiếc xe 7 chỗ máy dầu mà em Việt đang có ngày hôm nay hay không quý chị nhé. Đầu tiên thì các bác có thể đi ngay giúp em vào cái phần đầu xe. Thì ở thế hệ 2014 này thì các bác có thể thấy là cái điểm khác biệt đó chính là ở trên lắp capo chúng ta sẽ có một cái hốc hút gió tản nhiệt làm mát cho khối động cơ máy dầu 2.5. Mặt cản ca lăng thì chúng ta có thể thấy là được thiết kế với những cái thanh nan chrome. Và em quay gần này để các bác có thể là nhìn cho em theo thời gian, nhưng mà các chi tiết của nó vẫn còn rất mới, đúng không ạ? Hệ thống đèn pha thì đây các anh chị nhìn này, nó được trang bị với bóng đèn bi kết hợp với đèn halogen. Và một chiếc xe không đâm đụng không va chạm, các bác nhìn cho em những cái đường mép xung quanh đèn này, không một khe hở hay những cái đường mép cabo này, các bác nhìn cho em nó thẳng tăm tắp đều như kẻ chỉ từ trên xuống dưới nhá. Đây ạ. Các anh chị có thể quan sát giúp em này, không một tì vết. Đấy, xe được trang bị vòm cua lốp mở rộng và đèn gầm thì chúng ta thấy là được tích hợp bóng đèn halogen với các chi tiết viền chrome. Và đây là một chiếc xe đẹp, các anh chị nhìn cho em kể cả những cái đường mép này, giữa phần là mặt cản ca lăng và cái phần cabo, các bác nhìn được cái lớp gioăng của nó này, nó rất là khít, nó liền lạc, nó không có sự cong vênh, đúng không ạ? Không có những vết gồ lên do va chạm. Đó là cái để mà chúng ta có thể là đánh giá được cái tình trạng chiếc xe một cách cảm quan là như vậy. Và các chị nhìn cho em hệ thống đèn pha đây nhá. Vâng, dòng này thì phải nó gọi là nồi đồng cối đá rồi. Những ai yêu thích sự bền bỉ thì có lẽ thì đây vẫn luôn là một cái lựa chọn hàng đầu, đúng không ạ? Xe thì sẽ được trang bị cho chúng ta với một bộ la răng đa chấu các chị nhá. Con này thì có hai phanh đĩa trước và hai phanh tăng chống phía sau, la răng kích thước 17 inch. Lốp láp thì gai cũng còn khá là dày này. Các bác được cái là cả dồn là dàn lốp mới này. Khi chúng ta về chúng ta không phải thay lốp. Ngoài ra thì các chị nhìn cho em những cái sắt xi bên trong này, nó không bị han mục nhá. Đấy, nó còn như đẹp như này. Đấy, các bác thấy nó chất chưa? Các chi tiết ở trong vòng cua lốp nhá. Em quay luôn để các anh chúng ta có thể đánh giá này. Đấy, những cái đường gioăng các bác nhìn ở cái vòng cua lốp của nó đây. Và những đường mép cánh này, nó cũng phải thẳng tắp từ trên xuống dưới như này. Được chưa ạ? Ngoài ra thì chúng ta còn có cả đèn xi nhan tích hợp ở trên gương chiếu hậu này, bậc cửa lên xuống nhá. Và các anh chị nhìn cho em kể cả cái bậc cửa này, nó cũng không một vết xước luôn. Đấy, nó không bị va đập và người ta giữ còn rất là mới, đúng không ạ? Những đường mép cánh này, xe là bao zin nguyên bản hết toàn tập nhé. Các bác có thể là đem đi check test thoải mái trước khi mà chúng ta giao dịch với chiếc Fortuner 7 chỗ ngồi này. Và các anh chị nhìn cho em tổng thể cái ngoại hình của nó này. Đấy, ngoài ra chúng ta còn có giá nóc để đồ trên cao, được chưa ạ? Và các bác có thể ngắm tổng thể cái ngoại hình. La răng thì các anh chị có thể thấy là chủ nhân cũ người ta đi, người ta rất là giữ gìn, nên là kể cả cái la răng các bác có thể thấy là nó cũng còn rất đẹp, nó không để lại nhiều những cái vết xước sát. Đây các chi tiết tôn sắt xì trong vòng cua lốp các anh chị nhìn cho em này. Đấy, nó còn như này cơ mà, đẹp xuất sắc luôn, đúng không ạ? Và tiếp tục về cái phần đuôi phía sau thì các anh chị chúng ta cũng có thể là nhìn cho em nhé. Chúng ta sẽ có một cái đuôi gió tích hợp đèn phanh trên cao, gạt mưa cho kính phía sau này. Phần đèn hậu thì chiếc xe này là mới về này. Cái này thì nó đang bị ố một chút cái đèn này. Đấy, nó hơi ám một chút thì bên em sẽ cho xử lý đánh bóng qua nhé. Xe tình trạng như nào em Việt báo chi tiết cho các anh chị. Đấy, để các bác chúng ta có thể là yên tâm này. Những đường mép này. Đấy, mỗi vậy thôi. Cái này thì xử lý đơn giản, đánh bóng qua phát là hết đẹp ngay, bóng như mới, được chưa ạ? Một thanh nan chrome kết nối giữa hai phần đèn hậu phía sau của xe nhé. Cái đèn bên phía phụ thì các bác thấy là đẹp xuất sắc luôn này, không một vết xước. Đây ạ, anh chị nhìn cho em này. Đấy, nó còn nét căng như này cơ mà. Đấy, quan trọng nhất là những đường mép, anh chị nhìn cho em này. Đó, phía sau này chúng ta sẽ có cảm biến cảnh báo va chạm nhé. Lốp dự phòng cũng mới luôn.
Đấy, con này lốp dự phòng cũng gai còn rất là dày này. Quay qua một chút cho anh chị ta cái phần gầm này. Các bác thấy nó còn đen láy này. Đấy, các chi tiết các anh chị nhìn cho em nhé. Xuất sắc luôn, đúng không ạ? Và em Việt mở luôn cho anh chị ta cái phần cốp sau để các chúng ta thể thấy độ rộng rãi này. Đây, thì các bác có thể thấy đây là trong trường hợp chúng ta không sử dụng đến cái hàng ghế thứ ba, các bác có thể là treo lên thì quý anh chị ta sẽ có một cái không gian cốp tha hồ rộng để các chúng ta có thể để đồ để hàng trong những chuyến đi của mình. Và độ zin thì các chị nhìn cho em những cái vệt định tán ở cái khu vực máng nước của nó đây. Đấy, nó phải zin như này nhá. Hay là từng ốc cốp đây. Được chưa ạ? Đấy, bên này cũng vậy này. Đó. Quan trọng nhất là các bác có thể thấy là kể cả các chi tiết nhựa ở cái khu vực cốp này, người ta đi người ta giữ sạch đẹp, nó không để lại nhiều những vết xước sát gây mất thẩm mỹ. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ ba nhá, thì nó thổi trên trần xuống này. Đấy, các chi tiết bên này cũng vậy này, các bác nhìn này. Đó, rất là ok. Đúng không ạ? Đấy. Đẹp xuất sắc luôn, 2014 được chưa ạ? Vâng. Đây các anh chị có thể ngắm nhìn giúp em này. Cái ngoại thất. Ở sơn si bên ngoài thì gần như là các chúng ta về không phải làm gì nhá. Con này thì sơn si phải nói là còn cực đẹp luôn. Có mỗi tí đèn hậu thế thôi, được chưa ạ? Vâng, và về che mưa là chủ nhân cũng đã lắp thêm cái chị rồi. Vậy thì đó là cái phần ngoại thất của chiếc xe. Và bây giờ thì em Việt sẽ quay cho các bác chúng ta cái phần nội thất trước khi chúng ta kiểm tra tới khoang động cơ của nó nhé. Vâng, về phần nội thất thì các bác có thể thấy là chiếc Fortuner này thì nó sẽ mang đến chúng ta với một cái không gian nội thất thực sự rất là rộng rãi. Và cái dòng này thì đương nhiên những sản phẩm Toyota ở cái thế hệ này thì nó thiên về thực dụng, nên là có thể là không được trang bị nhiều công nghệ, nhiều tính năng, nhưng mà quan trọng nhất là độ bền bỉ và lành tính mà nó mang lại, đúng không ạ? Đầu tiên các chị nhìn cho em này, cái vô lăng zin của nó này, vô lăng 4 chấu bọc da nhá. Nhưng đây, xe chạy có 12 vạn, các chị nhìn cho em từ cái khóe vô lăng của nó này. Đấy, vẫn còn đẹp long lanh như này. Vô lăng zin nhá. Đấy, táp lô thì gần như là không một vết xước. Đây anh chị nhìn cho em này, đây chúng ta có một cái khay để cốc này. Gương kính chỉnh điện nhá. Đấy, các phím bấm có thấy là theo thời gian nhưng mà nó vẫn còn rất là rõ nét. Ngoài ra thì chiếc xe này là chủ nhân cũ đã lên cho các bác chúng ta với một cái màn hình Android ở đây rồi này. À, em thử nổ máy để cho anh chị ta cảm nhận từ đây, các bác nhìn giúp em này. Công tơ mét hiện tại của xe thì nó dừng mức 12 vạn zin nhé. Con này là một chủ, được chưa ạ? Đấy, cái này là có màn hình Android này và cam lùi là Full HD nhé. Đấy, vào số lùi thì các anh chị ta chỉ thấy là nó được nó sẽ hiển thị cam lùi luôn. Trên này chúng ta có một cái đồng hồ hiển thị giờ nhỏ này. Củ số zin, các bác nhìn giúp em này. Đấy, số sàn 5 cấp, được chưa ạ? Phanh cơ. Đấy, táp lô, tapi, các bác nhìn giúp em này, các chi tiết của nó này. Rất đẹp luôn, từng cái tem, từng cái mác. Toàn bộ trần thì chủ nhân cũ là người ta đang bọc ni lông thì để giữ cho nó sạch đẹp. Ghế thì cũng đang được bọc da các chị nhá. Đây ạ, ghế da này, rất mới luôn. Ok chưa ạ? Các bạn nhìn cho em kể cả cái má ghế đây, cực kỳ ổn áp. Đây ạ, độ zin các chị nhìn cho em từng ốc bản lề này, từ cái tem mác này, từ cái chốt khóa này. Đấy, các bạn nhìn cho em nhá, nguyên zin nguyên bản. Đấy, trên này cũng vậy này, bác kiểm tra cho em các chi tiết bản lề, keo chỉ là zin hết nhá. Các bác đem đi check test thoải mái. Đấy, động cơ đang nổ nhưng mà các bác có thể thấy là tiếng động cơ của nó khá là êm. Tắp pin cửa thì chúng ta có thể thấy là họ kết hợp giữa màu kem và màu đen. Đấy, xe được trang bị tay nắm cửa mạng chrome này, một kính là auto nhá. Được chưa? Các chi tiết màu đen này, các bác nhìn cho em này. Đấy, còn rất là mới, keo chỉ zin hết này. Đó, các bác thấy ok chưa? Các chị chúng ta để ý những cái ô tôn này, nó phải vuông vắn này. Đấy, nó không có những cái vết gò nắn. Đó. Đó là cái phần phía trước của chiếc xe này. Còn đây, tiếp tục với cái hàng ghế thứ hai thì các bác có thể thấy là với hàng ghế sau này thì chúng ta ngồi thoải mái 3 người lớn, đúng không ạ? Mà chúng ta vẫn có thể đẩy lên một chút để tạo không gian cho cái hàng ghế thứ ba. Đấy, và Fortuner thì vẫn luôn là một cái dòng xe thực dụng. Số sàn máy dầu thì nó rơi vào khoảng mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng độ loanh quanh 8 lít dầu thôi, đúng không ạ? Cho 100 km, đúng không các chị nhá. Đấy, phía sau chúng ta cũng có cửa gió điều hòa này. Đây, chúng ta có thể là chỉnh cái tốc độ gió nhá thông qua cái công tắc đây. Được chưa ạ? Đấy, các chi tiết bản lề đây, các bác nhìn cho em này. Bao zin hết. Vâng, các chị chúng ta cứ check test đi cho nó yên tâm trước khi mà các chị chúng ta mua một cái sản phẩm của em Việt, được chưa ạ? Đấy, các anh chị chúng ta mua bán thì nó phải thoải mái, nên các bác cứ check test thoải mái trước khi mà các anh chúng ta quyết định có nên mua xe này hay không. Đây, đây bên phụ các bác nhìn cho em này. Đấy, tapi cánh cửa của nó nhá. Keo chỉ hết này, zin hết này. Được chưa ạ? Đấy, xuất sắc luôn. 2014 mà để giữ được chiếc xe như này thì các bác thể thấy là nó đẹp long lanh luôn. Đây, các bác nhìn giúp em này. Đấy, cực kỳ là ok nhá. Đấy, từng cái ốc bản lề đây, tem mác đây, năm sản xuất 2014 đây. Được chưa ạ?
Vâng, vậy thì đó là cái phần nội thất của chiếc Fortuner nhé. Và bây giờ để giúp anh chị ta đánh giá cái tình trạng chiếc xe này thì em sẽ quay cho các anh chị ta với cái khoang động cơ để các anh chị ta có thể là kiểm tra cái tình trạng máy số của xe. Vâng, vậy thì bây giờ xin mời các anh chị ta có thể cùng em kiểm tra với cái khoang động cơ của chiếc xe này nhé. Con này thì được trang bị động cơ máy dầu 2.5. Nhưng mà đầu tiên các anh chị ta kiểm tra cho em cái phần đầu răng của nó này. Các bác nhìn cho em những lỗ tròn này. Không đâm đụng, không va chạm nhé. Két nước của nó đây. Đấy, cái xương tăng cứng này, con này được độ cả còi luôn các anh chị này, cả dàn còi hơi ở phía dưới này nhá. Đấy, máy thì đây, các bác nhìn cho em này. Máy thì bao di hết nhá, các anh chị thể thấy là da máy rất là tươi và tất cả từng con ốc nó vẫn còn nguyên vạch sơn từ trong hãng ra. Để các anh chị ta thể thấy hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Đây các bác nhìn cho em này. Đấy, ốc cabo thì cũng không có vi vặn nhá. Được chưa ạ? Đây các chi tiết phần máng này. Đấy, các bác thể thấy này. Những cái số khung số máy này dập đây nhá. Rất là ok luôn. Và kể cả cái mép cabo này, các anh chị có thể nhìn cho em này. Nó đẹp như này cơ mà. Đấy, con này thì không chê được các bạn. Đây ạ, các anh chị nhìn cho em này. Cái máy của nó này, tất cả từ con ốc bên trong các bạn có thể thấy là còn nguyên vạch sơn. Kể cái nỉ này, cái nỉ cái âm này cũng còn nguyên bản. Đấy, như này các anh chị đã cảm thấy chất lượng cho xe ok chưa? Con này thì đăng kiểm còn đến tháng 4 năm 2025 nữa nhá. Vâng, vậy thì trên đây là chất lượng chi tiết của mẫu Toyota Fortuner phiên bản G số sàn máy dầu 2014 mà em Việt đang có. Và mức giá hiện tại em đang chào bán cho chiếc xe này với con số là 530 triệu và còn có thể thương lượng cho anh chị nào quan tâm thiện chí thì xin mời các bác chúng ta trực tiếp nhấc máy và liên hệ cho em theo số hotline là 0947 598 859 hoặc ghé qua trực tiếp showroom bên em để xem xe, lái thử và cảm nhận chất lượng chiếc xe này. Một lần nữa thì rất là cảm ơn quý anh chị nhà mình đã cùng dành chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các bác chúng ta có một ngày mới thật vui vẻ và các anh chị chúng ta nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới về tại kênh YouTube Việt Xe Chất các anh chị nhé.